Mới sáng ngày ra ta đến trường làm gì? Đến trường làm gì? Mới sáng ngày ra ta đến trường làm gì? Đến trường làm gì? Mới sáng ngày ra trường ta đông vui quá. Mới sáng ngày ra mà school so crazy. Lúc bé đi thôi nhìn tôi trong nôi mẹ tôi thường nói là lúc bé đi thôi nhìn tôi trong nôi mẹ tôi thường hay lo xa. Nếu muốn thành công được như người ta thì con phải đến trường. Nếu muốn giàu sang được như người ta thì lo học đi con là. Tôi là thích mọi khi được đi đến trường, tôi là thích mọi khi được sửa đến cương. Bạn bè thầy cô hiệu trưởng kề bên tất cả mọi người đều rất là dễ thương. Ây yo, tấm gương sáng chói về sự tài giỏi của tôi là ai? Dù bên trái bên phải hay bất cứ một ai, tất cả đều ở trong nhà thương. Cạnh bên những điều phi thường còn có vô số những điều là thương. Sinh si thị phi đình đập soi mối là những điều không thể tránh được. Cẩn thận xung quanh coi chừng dính đứng không biết của ai à nha. Nói chung bên trong môi trường chỉ quái gì nó cũng có thể xảy ra. Cái quái gì cũng 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 xảy ra. Không phải ngò nói cái quái gì cũng xảy ra. 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 Không phải ngò nói cái quái gì cũng xảy ra. Phải lo, tôi bước tới đây đi, tôi sẽ cho bạn thấy điều đó. Tôi nói thiệt nhé, đi đứng cho cẩn thận. Đừng phải tăng vô nương thì các bạn chắc chắn sẽ lận đận. Chỉ cần các bạn biết điều thì sẽ không có gì xảy ra ha. Lanh chanh quậy phá đánh